Hello anh em, thì hôm nay mình sẽ lên cho anh em một cái video mới về xả vé. Thì từ trước nhất, trước khi mà ra cái video này thì mình khuyến cáo anh em không nên tích vé. Nhắc lại nha, không nên tích vé. Thường ấy thì không có hoạt động gì hiện tính đến thời điểm hiện tại thì chưa có hoạt động gì để tích vé đâu. Và thời gian sắp tới cũng chưa chắc đã có đâu. Thì mọi người không nên tích vé. Tích là thọt nhé. Xác định tích là thọt. Trò chơi này là vậy. Thì nick này là một cái nick mà nick phụ của mình. Mình hay test tỷ lệ phần trăm. Thì sau một khoảng thời gian cũng khá lâu ấy, tích khoảng lâu ấy, thì đủ tầng này, đúng không? Cho mọi người thỏa mãn chưa? Xem cho nó đã. Đủ 45 vé đỏ cho mọi người nhé. Ok, ta sẽ bắt đầu từ xanh lá. Cái xanh lá này thì cũng có tỷ lệ ra vàng nhé mọi người. Mình từng quay ra vàng mấy lần rồi. Vàng là tướng 5 sao ấy. Làm màu thì xem tỷ lệ này. Đây, tỷ lệ ra 5 sao là 0,4%. Khá là thấp. Nhưng không thấp bằng cái tỷ lệ ra 0,02 của Gáp hoặc là Kuzan hoặc các tướng hải quân khác. Đây thì không có tỷ lệ ra kia. Không có tỷ lệ ra hải quân này sao? À, có chứ. Có. Cái này cũng có. Mình nhớ của mình ra lần rồi. Ui. Râu đen. Ra thằng này thì không ăn thua rồi. Thì 30 lần rồi nha. Chọn gì đây? 40 lần ạ. Anh em đếm nha. Kono shigure de kenshi toshite motto ude o migaite. 50 lần. Mười lần. Nó bảo trong vòng 206 lần nữa mới ra được cốt lõi. Chà chát đây. Go kiyen yo. Kono shigure de kenshi toshite motto ude o migaite. Gokigen yo. Khoai có anh em. Ôi. Ô rồi hai thằng này. Không ăn thua. Ba thằng. Ai nhái. Bốn thằng không? Ba thằng. Đấy, anh em thấy này, nó cũng có tỷ lệ ra 3 thằng ấy. 4 thằng ấy có chắc có chưa ta? Có ai 4 thằng chưa? 3 thằng đây là mình ra thấy lần đầu tiên đấy. Bê hê. Thằng này chạy chơi hiếu. Ừ.
Ino à? Cái bóng dáng Ino. Đấy. Đấy, ra cốt lõi nha, ra Ino. Ino là tướng không có trong thẻ, không có thẻ nhận. Có điều kiện mà chơi Ino thì cũng được, nhưng Ino các bạn phải may mắn kìa, trong quá trình chơi các bạn đã phôi nhiều ấy thì chơi được. Nó cũng thuộc dạng tướng đặc biệt. Còn 116, nó bảo còn 116 lần nữa ra tướng cốt lõi, mà trong quá trình quay vẫn nổ tướng cốt lõi nha anh nha. Phê em, tích lần cho anh em xem sướng. Anh em mới chơi, anh em theo dõi mình có chơi lại một cái ác ấy. Cái ác của mình đến ngày thứ 3 rồi mà vẫn chưa có con Ivan nào. Cay đéo chịu được. Trong khi đó Franci đã 6 con rồi. Má nó chứ. Mình rất thích Ivan luôn. Sau khi mà nick của mình mà đục Haki ấy, mắc cho tướng chính xong thì mình sẽ đập tướng phụ chính là Ivan. Seichi wa futatabi utau. Hidoi koto suru wa. Pants misete moratte mo. よろしいですか。お前らじゃ俺の相手は務まらん。俺は三刀流なんだ。男を上げてみせようじゃないの。 Hết rồi. Từ từ coi có bị phun nô không nè. Không phun thoải mái. Đây, đến phần hấp dẫn này. Thì nick này chơi gáp thì tuy là phụ. Ngày xưa nick này nick chính của mình, chơi lần đầu tiên. Sau này mình thấy chơi ngu quá mình chơi lại. Mình thử quay 45 lần xem nó có ra con hải quân nào VIP không. Ra mấy cái kiểu như thế này thì được. Ra mấy cái con tướng kia 10 con, 11 con mới được, 9, 10, 11 con mới được một con 5 sao. Phải lắm. Đấy, anh em được hôm xem đã đời. Nhớ đăng ký theo dõi mình nha. Để hôm sau mình lên 1000 like, mình livestream chơi cho nó khỏe, cứ phải úp video, mình lười úp lắm. Nhiều lúc còn lười quay nữa kìa. Ôi, được. Cái này là cái gì ta? Đổi tướng trại. Ồ, ngon này.
Ôi, cuối cùng cũng ra một con 5 sao. Con này tỷ lệ cũng cao. Đấy, ra tiếp kìa. Anh nhầm nhớ nhà quay 45 lần. Đấy, hạt quay 25 lần đã ra được 3 con rồi. Được, cứ ra mấy cái này là mình thích. Vì mấy cái này mà còn ra tỷ lệ mấy con kia 2 mấy% đúng không? Còn sao sướng. Chứ mở cái này hình như tỷ lệ 0.0 mấy. Ôi, số phần bảo là đổi đá rồi. Quay 40 lần rồi. Ồ, lại ra tiếp 4 con 4-2-5 nhỉ. Thôi kệ. Cứ ra mấy cái này là khoái này. Rồi, quả cuối. Nổ. Đấy, 45 phát. Tỷ lệ bao nhiêu? Tỷ lệ 0.06. Mẹ, tỷ lệ được không được, không được, không được, không 0.1% luôn chứ không phải. Đây lúc nãy đến giờ 0.7 toàn ra con này. Sao không cho con này đây? Cho con này cũng được này, con này tôi hay chơi này. Đấy, đổi luôn. Tí nữa thì click vào lô phi. Rồi râu trắng ra. Ngày xưa nick này chơi râu trắng rồi. Bây giờ chơi lại râu trắng. Anh em để ý nha, nick này nick phụ nha, anh em không bắt chước theo nha, chỉ trải nghiệm cho anh em xem thôi. Đây đến phần hấp dẫn rồi. 4 con này. Đây, đây là được mấy con? 3 con. Ui, đây hấp dẫn này. 2 gáp 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 gáp, không gáp thì con gì cũng được, vip tí là được. Ra, ui, chờ, râu trắng, ui rồi, toàn tỷ lệ như mèo anh nhỉ, tỷ lệ như mèo á. Đây, còn 2 cái này nữa. Rồi, 2 cái vé này. Mở. Ui, cũng được. Mình vẫn thích cái vé này. Mở khá là hên. Có đợt nào mình mở vé này ra râu trắng ấy. Thế chưa? Đây còn cái này nữa. Một lần
level 90 nhá. Cái này của level 90 nha, anh em xem được cái gì nè. Okama Uwe, tsuranuku Atsushi wa Okama. Mình nhớ level 100 mình nhớ được gáp ấy. Còn quả cuối này. Ui. Hidoi koto suru. Mình nhớ level 100, 205 được gáp. Xem nick này. Lâu rồi mình cũng không thấy nick này, mình bỏ lâu rồi. Ê, gặp cả đống này. Lúc rồi. Omaera ja ore no aite wa tsutom. Sao sao hình như cửa hàng thường đình có bán. Đúng không? Đấy, 9 sao luôn. Thường đình này. Một tuần, 2 tuần cho free một con 9 sao. Cái này quá ngon rồi anh em. Đây, 6 sao rồi đây. Thôi, à, qua kiên nâng, không cần. Thì sức mạnh chắc thừa nhiều. Ui, thừa cả đọc. Đừng đến tết cũng không hết. Dùi bừng áp lệ tổ lưu giả nô. À, nó cần hai con 6 sao của bà. Tôi là 3 tổ lưu nânda. Chết chờ. Con sao sao, con sao sao cho bạn luôn. Omae ra ja ore no aite. Đi đâu chó. Ore wa san tou ryu nan da. Kudaran. Ồ, nick này có hai Akainu này. Có khỉ vàng này. Giờ mình mới biết. Thêm một cái 6 nữa này. Kaizoku no kakumachi nan da. Nani o sawai de iru no da. Các bạn thích mình làm tiêu điểu tướng gì thì comment vào group hoặc comment vào cái video nhé, để hôm nào mình có kế hoạch mình làm tiêu điểu tướng từng con, chứ giờ cũng không nghĩ ra làm tiêu điểu tướng con gì cả. Cho free này. Ôi, nhiều tướng à, nhìn phê. Lười nâng ngắp nick phụ mà. Mình lười nâng. Ngày xưa chơi ngu không biết nâng bài sao. Những cái ngu không có gì có thể tả được. Đây là một trong những cái ngu nhất của một người chơi trò này. Ví dụ như bạn nâng 7 sao thì bạn muốn nâng lên 9 sao bạn phải được rất lâu.
mà sau này cũng không thừa, sau này phôi chính xác cũng nhiều thật các bạn. Như lúc nãy các bạn thấy phôi 9 sao nó cho 2 tuần free một con. Thôi video chắc đến đây thôi. Quay nhiều nói nhiều mệt. Các bạn để ý tham gia group nhá, cho cái cộng đồng của Việt Nam ta tốt hơn. Mọi người hỗ trợ nhau chơi cho nó tốt rồi có gì ta hành với thằng nước ngoài cho nó thích. Chào mọi người.